Pháp Phật, pháp nào cũng vi diệu nhé chư vị. Thành Phật thì Phật nào cũng cứu độ chúng sanh nhé chư vị. Nhưng một pháp mà trực tiếp cứu độ chúng sanh, dễ dàng thuận lợi, có hiệu ứng rõ rệt, chính là pháp niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Trong pháp niệm Phật đấy, thì pháp hộ niệm thực sự đã chứng tỏ sự vi diệu vượt trội, vì người người đã được vãng sanh nhiều đến không kể hết. Còn những pháp khác nhiều khi hợp lý nhưng lại không hợp cơ, nhiều khi vi diệu nhưng không hợp thời, nhiều khi rất là vi diệu nhưng chính mình thực hiện không được. Vậy thì phàm phu chúng ta hãy nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca niệm A Di Đà Phật cầu sanh nhé chư vị, hỗ trợ cho nhau để chúng ta thực hiện được đạo lý này viên mãn tròn đầy, trước sau như một, nhất là trước những giờ phút báo do xả bỏ báo thân. Ta không đi lệch thì trong cơ hội này ta vãng sanh về Tây Phương thành đạo. Thành đạo xong ta muốn ứng dụng phương pháp nào để cứu chúng sanh, tùy theo chư vị định lượng. A Di Đà Phật.